Nếu như trước kia ung thư và HIV/AIDS là hai căn bệnh được cho là không thể chữa khỏi, thì nay những thành tựu khoa học đã giúp mang lại niềm vui cho hàng triệu bệnh nhân của hai căn bệnh này trên thế giới. Càng ngày thì các nhà khoa học lại càng tìm ra nhiều phương pháp chữa bệnh ung thư nhiều hơn. Và chữa ung thư bằng hạt nano vàng chính là một trong những phương pháp như vậy. Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Hàn Quốc đã vừa phát hiện một cách tiêu diệt tế bào ung thư với các phần tử vàng có kích cỡ khoảng 2 nanomet. Theo nhóm nghiên cứu, khi tiêm protein có chứa những hạt nano vàng này vào cơ thể người bệnh, các phần tử này sẽ bám lấy các tế bào ung thư. Sau đó, khi chiếu các tia laser, các hạt vàng sẽ dần nóng lên và phá hủy tế bào ung thư đó. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm trên chuột và thấy rằng các tế bào ung thư hầu như bị tiêu diệt trong vòng 18 ngày. Trước đó có rất nhiều nghiên cứu và thử nghiệm việc dùng hạt vàng nano để chữa ung thư, tuy nhiên vì kích thước lớn nên nó còn lưu lại cơ thể khá lâu, và phương pháp mới của chúng tôi đã giải quyết nhược điểm này. Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu để tìm hiểu liệu các hạt vàng này có tạo ra độc tố bên trong cơ thể hay không. Nếu kết quả tốt, nhóm nghiên cứu sẽ cho thử nghiệm lâm sàng trên người trong thời gian tới.